mới là về cái chiến lược về dự phòng và điều trị xuất huyết tiêu hóa cao do năng động mạch cửa. Thì nội dung của tôi cũng có hai phần. Thứ nhất là dự phòng tiên phát về xuất huyết tiêu hóa do tăng động mạch cửa, tức là chúng ta khi mà bệnh nhân có những dấu hiệu của tăng động mạch cửa thì chúng ta lúc nào thì chúng ta bắt đầu cho dự phòng tiên phát, tức là bệnh nhân chưa có bao giờ bị xuất huyết tiêu hóa. Thứ hai là khi bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa rồi thì chúng ta chữa cách điều trị như thế nào. Thì như chúng ta đã biết là xuất huyết tiêu hóa cao do giãn vỡ giãn mạch thực quản là một cái biến chứng nặng của những trường hợp mà tăng áp lực từ mạch cửa, và tần suất của một cái giãn tĩnh mạch ở thực quản dạ dày ấy, tùy theo ví dụ bệnh nhân xơ gan còn bù thì từ 0 đến 40%, ở xơ gan mất bù thì nó cao lắm, từ 70 đến 80%, và tỷ lệ tử vong tuy nhiên là gần đây nó giảm là do sự tiến bộ của các phương pháp điều trị mới. Thì các yếu tố chính mà quyết định cái tiên lượng mà nặng trong những bệnh nhân mà xuất huyết tiêu hóa cao do tăng động mạch cửa, tức là thường là thứ nhất là về mức độ mất máu, thì mức nào máu mà thường mà lượng lớn thì tiên lượng tất nhiên là phải nặng rồi. Thứ hai là mức độ nặng của bệnh gan, và thứ ba là sự xuất hiện của các biến chứng ví dụ như là nhiễm trùng, suy đa cơ quan hoặc là xuất huyết mà nó tái phát sớm. Và theo cái hiệp hội của căn bậc châu Âu thì các yếu tố tiên lượng tỷ lệ tử vong trong vòng 6 tuần là gồm có cái điểm mà CHI-COD là độ C hoặc là điểm MELD score là trên 18, và thất bại trong kiểm soát xuất huyết hoặc là xuất huyết tái phát sớm. Thì chúng ta biết là áp lực từ mạch cửa là trong trường hợp xơ gan thì làm tăng cái độ trở kháng thành mạch, và việc cái tăng độ trở kháng thành mạch này ấy, sẽ nó làm tăng lưu lượng dòng máu dây dẫn đến là giãn các hệ thống mạch tàng của hệ tiêu hóa, và vì vậy cho nên là nó sẽ dẫn đến hiện tượng là hình thành các hệ thống ban hệ và các hệ thống các mũi giãn tĩnh mạch, và khi áp lực lớn thì là nó có thể vỡ ra và là gây ra chảy máu. Thì vậy thì nội dung thứ nhất là dự phòng tiên phát xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực mạch cửa như thế nào. Thì cái khuyến kháo cho dự phòng tiên phát là gì đối với những tĩnh mạch mà giãn nhẹ nhưng mà có các yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như là cái dấu chấm đỏ hoặc là trên bệnh nhân mà có xơ gan mà CHI-COD C, thì cái lựa chọn mà cái thuốc mà để dự phòng tiên phát đầu tiên mà đầu tay đó là cái chọn beta, thuốc ức chế beta mà không chọn lọc. Đối với những trường hợp mà không có nguy cơ cao thì có thể điều trị với những cái thuốc ức chế beta không chọn lọc để ngăn ngừa cái tiến triển của cái túi giãn, mũi giãn và ngăn ngừa cái sự xuất huyết. Tuy nhiên những nghiên cứu mà sớm như thế này thì những cái cho mà cho chọn beta sớm như thế này thì cần một số nghiên cứu thêm. Đối với những cái giãn và tĩnh mạch trung bình và lớn ấy, thì cái thuốc mà lựa chọn vẫn là ưu tiên là chọn beta mà không chọn lọc, hoặc là có thể dùng nội soi thắt vòng cao su ở những cái mũi giãn trung bình hoặc lớn. Có thể chọn các venlafaxine thay thế cho là có thể là lựa chọn đầu tay. Tuy nhiên việc chọn thuốc hay là thắt vòng cao su để bù giãn ấy, thì phụ thuộc vào từng chuyên môn của từng đơn vị, đặc điểm của bệnh nhân, tác dụng phụ và các chống chỉ định của nó. Các phương pháp khác như là tiếp kích sơ hoặc là nhóm nitrat đơn độc là không có chỉ định đối với trường hợp dự phòng tiên phát cho cái nhóm này, và những dữ liệu không đầy đủ để khuyến cáo là nên kết hợp một cái chèn beta không chọn lọc kết hợp với nitrat hoặc là spironolactone hoặc là nội soi thắt vòng cao su. Đối với những giãn tĩnh mạch dạ dày thì có thể điều trị với cái thuốc chèn beta không chọn lọc, nhưng thiếu các dữ liệu đặc biệt về các nghiên cứu dự phòng đối với cái nhóm này. Điều trị thuốc trong dự phòng xuất huyết tiên phát do giãn vỡ giãn thực quản ấy, thì nên dùng những cái điều trị thuốc mà phải kéo dài và để ngăn ngừa xuất huyết, và mục tiêu chính của nó là phải làm giảm được áp lực từ mạch cửa, giảm được áp lực của cái trong cái tĩnh mạch của mũi giãn. Những cái thuốc mà co mạch là có tác dụng là làm giảm áp lực từ mạch cửa bằng cách là làm giảm lưu lượng máu động mạch tràng. Những thuốc mà giãn mạch là nó có tác dụng làm giảm cái kháng lực ở trong gan và hoặc là kháng lực của cái bàng hệ cửa chủ. Một số thuốc khác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lưu lượng và áp lực trong bàng hệ dạ dày thực quản hoặc là áp lực qua những thay đổi thể tích trong máu. Cái thuốc mà đầu tay mà chúng ta hay lựa chọn đối với những trường hợp mà dự phòng tiên phát đó là ức chế beta chọn lọc và beta không chọn lọc. Vậy thì cái giữa cái chọn lọc và không chọn lọc thì người ta nghiên cứu ra thấy rằng đối với những cái thuốc mà ức chế beta mà không chọn lọc ấy, thì nó làm giảm được cái độ chân của áp lực tĩnh mạch trên gan nhiều hơn so với chọn lọc. Vì vậy cho nên là người ta khuyến cáo là ức chế beta không chọn lọc là một cái thuốc điều trị ưu tiên trên bệnh nhân tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Khuyến cáo thứ hai đối với dự phòng tiên phát chảy máu do giãn mạch thực quản đó là người ta
đi từ cái mục tiêu là điều trị dạng cái mạch này ấy, là cũng giống như là một cái áp dụng giống như là một cái thắt quàng cao su của chị nội vậy. Cho nên người ta còn nghĩ là nguồn thắt như thế là nó sẽ được cầm được máu, và mục đích của nó, chỉ định của nó là để loại trừ những cái dạng tĩnh mạch thực quản trung bình và lớn, và chỉ định ở các bệnh nhân và chống chỉ định trong trường hợp mà không dùng được thuốc và được chứng minh rằng là nó có giảm nguy cơ xuất huyết cho vợ chẳng mạch thực quản lần đầu so với cái thuốc mà propranolol là một thuốc mà hay được lựa chọn ở bệnh nhân chẳng mạch thực quản có nguy cơ cao. Tuy nhiên đây là một cái phương pháp mà đắt tiền hơn điều trị thuốc và khó áp dụng hơn, cần phải có những cái nơi mà chuyên sâu, hoặc là mình có thể sau khi mà chúng ta thắt xong ấy, là có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết nặng do điều trị, hoặc là và khi người ta nghiên cứu có thấy là không cải thiện được cái tỷ lệ tử vong khi so sánh với propranolol ở bệnh nhân chẳng mạch thực quản mà có nguy cơ cao. Đối với bệnh nhân phù hợp thì cái chức chế chèn beta không chọn lọc ấy, có thể là một lựa chọn tốt hơn trong dự phòng nguyên phát so với thắt vòng cao su, do có nhiều ưu điểm hơn, do dự phòng được xuất huyết từ những vị trí khác, do tăng lọc đường ống cửa mà do mình chắc vòng cao su không làm được, hoặc là chèn beta không chọn lọc nó có thể có tác dụng và ngăn ngừa được cổ trướng. Vâng, mà chúng ta đi vào phần thứ hai là phải kiểm soát xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực từ mạch cửa như thế nào. Khi bệnh nhân đã xuất huyết tiêu hóa rồi, có những dấu hiệu của xuất huyết tiêu hóa trên, ví dụ như nôn ra máu đi ngoài phông đen, cộng với các dấu hiệu của tăng áp lực từ mạch cửa, thì đầu tiên chúng ta phải đánh giá một cách cụ thể là bệnh sử như thế nào, đánh giá lâm sàng, đưa làm các xét nghiệm cần thiết. Sau đấy chúng ta đi vào phòng hồi sức gồm có A, B, C, tức là những phương pháp mà điều trị hồi sức cơ bản, ví như đường thở như thế nào, kiểm soát nhịp hô hấp như thế nào, kiểm soát tuần hoàn như thế nào. Chúng ta truyền dịch là nên ưu tiên là truyền dịch đẳng trương với đẳng trương. Và khi nào thì chúng ta truyền máu? Chúng ta chỉ truyền máu khi hemoglobin nó dưới 7 gram, và mục tiêu điều trị cũng duy trì hemoglobin cần 7 đến 9 gram thôi, không cần phải cần cao quá. Và ngay lập tức, bước thứ hai là ngay lập tức là chúng ta phải cho cái thuốc, những cái thuốc mà để làm giảm mạch cửa, ví dụ như là telinorexin chẳng hạn, và có thể cho ngay kháng sinh dự phòng. Và sau đấy khi mà chúng ta phải càng, nếu khi bệnh nhân có huyết động ổn định ấy, thì phải cho bệnh nhân, tình trạng bệnh nhân ổn định ấy, là cho bệnh nhân đi soi, nội soi càng sớm càng tốt. Mục đích của nội soi là gì? Thì chúng ta xác định được là cái vị trí chảy máu ở đâu và chúng ta can thiệp. Ví dụ như những cái chỗ mà chúng ta có thể thắt vòng cao su được thì chúng ta tiến hành nội soi và thắt vòng cao su ở những cái buổi giảng ngay. Nếu mà tất cả những phương pháp đấy mà nó thành công thì chúng ta đi tiếp các bước tiếp là có thể xem xét trong trường hợp tiếp, nếu mà những bệnh nhân có nguy cơ cao, còn nếu mà bệnh nhân tái phát xuất huyết thì chúng ta có thể là xem xét là làm tiếp luôn. Một cái số khuyến cáo trong những thuốc co mạch là gì? Người ta khuyến cáo là bắt đầu cái thuốc co mạch để chạm mạch đường ống cửa là càng sớm càng tốt, ngay khi nghi ngờ bệnh nhân xuất huyết do dị ứng thực quản, và trước phải cho trước khi nội soi, và điều trị phối hợp với cái thuốc này nên điều trị tiếp tục cho đến 5 ngày, mặc dù trong sau khi chúng ta nội soi thắt được vòng cao su rồi mà chúng ta vẫn phải tiếp tục điều trị. Còn chuyện là cho kháng sinh phòng ngừa là phần trong điều trị chung. Bởi vì sao? Bởi vì những bệnh nhân sơ gan ấy là nên, người ta khuyến cáo là nên được dùng ngay khi nhập viện. Mà quinolone ấy là dạng uống ấy là lựa chọn đầu tay, tuy nhiên có thể cho ceftriaxone đường tĩnh mạch nếu mà bệnh nhân có sơ gan tiến triển, hoặc là bệnh nhân mà có tần suất cao nhiễm trùng mà kháng với quinolone, hoặc là bệnh nhân đã dùng quinolone trước đó. Và việc cái kháng sinh dự phòng này ấy là có một số ưu điểm là nó ngăn ngừa được cái nhiễm trùng ở những bệnh nhân sơ gan và xuất huyết tiêu hóa, và làm cải thiện được tỷ lệ sống, tuy nhiên là tỷ lệ sống ngắn hạn thôi. Thứ ba là có thể là ngăn ngừa được cái tái xuất huyết sớm và làm giảm được cái số lượng máu cần phải truyền sau khi trong quá trình điều trị. Và người ta khuyến cáo là không nên tiếp tục điều trị quá 7 ngày. Cái ưu điểm của can thiệp nội khoa là điều trị được sớm và tiên lượng bệnh nhân tốt hơn. Ví dụ như điều trị thuốc là không cần đòi hỏi một cái thiết bị tinh vi hay các chuyên gia đặc biệt gì cả, bởi vì là cái thuốc này là thông lớn các khoa cấp cứu hồi sức là điều có thể sử dụng được, và phải cho ngay lập tức bằng người có tác dụng làm giảm được chảy máu. Thì cái phần thuốc thì tí nữa tiến sĩ Sơn sẽ trình bày với anh các chị. Thì khuyến cáo thứ hai trong điều trị mà để làm giảm được chảy máu ở bệnh nhân tăng áp lực mạch cửa là gì? Là có thể là dùng những cái bóng chèn qua thực quản, gọi là sông Blackmore ấy, thì nó hiệu quả rất là tốt, là đến 90%, nhưng mà nó chỉ là cầm máu tạm thời thôi. Và trong một số trường hợp là người ta phù đa số cái hiệu quả khi bệnh nhân nên dùng được, khi bệnh nhân chuyển từ một trung tâm chuyển đi khi bệnh nhân, hoặc là khi bệnh nhân xuất huyết ồ ạt mà chúng ta chưa kịp ngồi soi, thì chúng ta có thể đặt sông Blackmore được.
Nhưng đây chỉ là một cái phương pháp, mọi anh chị lưu ý đó là một phương pháp chỉ là tạm thời thôi. Và hiệu quả của nó là phụ thuộc vào kinh nghiệm của người sử dụng. Và xuất huyết tái phát trong khi sau khi chúng ta tháo bóng ấy là gặp khoảng trên 50%. Và trong vòng 24 giờ thì chúng ta nên thay thế một phương pháp điều trị hiệu quả hơn, ví dụ như nội soi sắc thun. Và cái biến chứng hay gặp là có thể là bao gồm là loét thực quản, thủng thực quản hoặc là viêm phổi do hít. Cái khuyến cáo của mới là cho thắt vòng cao su tĩnh mạch thực quản là gì, là khuyến cáo cho tất cả các bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên mà nguyên nhân là do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. Và đây là một cái phương pháp mà nội soi để điều trị được khuyến cáo là 1B, mức độ chứng cứ là A, là tức là cao đấy. Mặc dù chích sơ là có thể được sử dụng trong bệnh cảnh cấp tính nếu thắt là khó thực hiện về mặt kỹ thuật, tuy nhiên người ta vẫn khuyến cáo là nội soi thắt tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su là khuyến cáo 1B và mức độ chứng cứ là A. Và cái thực hiện này ấy là bây giờ là cái kỹ thuật này không phải khó như hồi xưa nữa, và kiểm soát xuất huyết là được trên 90% trường hợp. Và so sánh với chích sơ thì là cái tỷ lệ tái xuất huyết nó thấp hơn, tỷ lệ biến chứng thấp hơn, loét thực quản có thể xuất hiện nhưng mà thường là nông và hồi phục nhanh hơn, hiệu quả tương đương trong xuất huyết kiểm soát xuất huyết cấp. Và cái khuyến cáo khởi đầu thắt tĩnh mạch thực quản, người ta khuyến cáo là ở thắt ở những cái chỗ mà nối thực quản dạ dày hoặc là những cái chỗ mà nó chảy máu, sau đấy chúng ta thắt dần lên trên để tránh thắt xung quanh ở cùng một vị trí, bởi vì nhiều lúc chúng ta thắt ở cái chỗ mà nó không chảy máu mà chúng ta thắt, thì mà cái chỗ chảy máu chúng ta lại không thắt được. Khuyến cáo thứ hai về việc chích sơ, tức là đây là một cái phương pháp mà cũng kiểm soát khá hiệu quả xuất huyết cấp, thường xong một lần tiêm, và hiệu quả nó phụ thuộc vào kinh nghiệm của người thực hiện có thể, nhưng mà nó có thể gây ra một số biến chứng như là nó loét rất là sâu, gây chảy máu hoặc có thể thủng và tạo các đường dò đến các cơ quan lân cận, có thể một số trường hợp là loét nông hoặc có thể gây hẹp đến 40%, và nó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và tràn dịch màng phổi, và tỷ lệ tử vong có thể lên đến 2%. Những cái thuốc mà dụ như là bọc niêm mạc dạ dày hoặc là ức chế BPI đều hiệu quả trong loét cấp sau chích sơ có thể cho được. Về khuyến cáo về cái chất kích dính mô thì chỉ việc là cái nội soi mà đi điều trị về những cái chất kích dính mô được khuyến cáo trong xuất huyết tiêu hóa, từ những cái bụi giãn mà nó kéo dài từ thực quản cho xuống dạ dày, và những cái hoặc là những cái túi bụi giãn mà nó trong dạ dày mà tiếp hai và nó vượt quá tâm vị, và những cái nồi soi thắt thun hoặc cái dùng chất kích dính được khuyến cáo trong trường hợp mà xuất huyết mà đối với giãn ở tĩnh mạch ở dạ dày mà đối là tiếp một. Đây là một cái điều trị xuất huyết đầu tay trong trường hợp mà những cái bụi giãn nằm ở dạ dày mà chúng ta không thể thắt bằng vòng cao su được, không chích sơ được. Và sự lan xuống của tình cái đây ở trên màn hình các anh chị thấy là có hai tiếp đối với cái giãn ở tĩnh mạch dạ dày, đó là tiếp 1 và tiếp 2. Tiếp 1 là gì, là sự lan xuống của cái tĩnh mạch thực quản giãn mà nó dọc theo bờ cong nhỏ của dạ dày, và tiếp 2 là gì, nó liên tục với tĩnh mạch thực quản giãn nhưng mà kéo dài về phía tầng hang vị và khuynh hướng nó dài và ngoằn ngoèo hơn, hoặc là những cái túi bụi giãn mà nó kéo dài từ thực quản xuống dạ dày ở phân vị và hang vị. Và những cái thuốc mà có thể sử dụng trên màn hình các anh chị thấy là có hai cái thuốc mà được sử dụng rộng rãi. Và cái kiểm soát cái tác dụng của cái thuốc của cái phương pháp này là kiểm soát xuất huyết ngay lập tức, bởi vì khi chúng ta tiêm một vài ấy, nó làm cứng lại trong vài giây sau khi tiếp xúc với máu ngay lập tức, và nó gây cầm máu ngay. Và so sánh với chất gây sơ hóa thì nó không kích hoạt phản ứng viêm mà không tạo việc khối, cho nên nó khá an toàn. Tuy nhiên là cái này là đắt tiền, ở Việt Nam ở chỗ chúng tôi thì chưa làm được, chưa có làm được cái này. Khuyến cáo của để điều trị về tiếp, tức là một cái đặt một cái cửa chủ mà qua đường tĩnh mạch cảnh ấy, là người ta khuyến cáo là sớm trong vòng 72 giờ và lý tưởng là phải dưới bộ 24 giờ. Nếu mà sau khi chúng ta điều trị bằng thuốc, bằng nồi soi mà thất bại, tức là chúng ta thất bại không làm được, dùng thuốc cũng không được, nồi soi thắt thun vẫn chảy máu, thì chúng ta nên xem xét cái phương pháp tiếp này. Và hoặc là những bệnh nhân mà trái put mà ở nhóm C, hoặc là những trái put mà nhóm B mà chảy máu tiến triển nó không cầm được. Những trường hợp mà chảy máu dai dẳng mà mặc dù được điều trị kết hợp thuốc và nồi soi thì được điều trị tốt nhất với cái tip mà với stent phụ thuốc để nó tránh hẹp sau khi chúng ta đặt stent. Và có thể một số trường hợp gặp chảy máu 10-20% mặc dù chúng ta đã đặt tip. Thì là mục đích của cái tip này là tạo ra một cái sân cửa chủ mà ở trong gan qua tĩnh mạch cảnh, tức là người ta luồn một cái cây quay vào qua tĩnh mạch cảnh ấy, người ta luồn vào tĩnh mạch trên gan và người ta dùng một cái kim người ta đưa vào qua tĩnh mạch cửa vào tĩnh mạch mặt treo tràng trên, và người ta thả coi, người ta thả bóng ra và tạo thành một cái sân
cái sân này là máu từ tĩnh mạch cửa nó sẽ về tĩnh mạch chủ và tạo giống như cái sân cửa chủ vậy. Tuy nhiên thì là thì việc làm này nó có cái tốt là nó cầm máu tốt là một, thứ hai là nó tạo ra một cái là giảm được cái áp do cầm máu tốt là do nó giảm được cái áp lực của cái tĩnh mạch trên gan. Và cái lợi ích của nó là gì? Nó kiểm soát được khoảng 95% các trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa nặng mà các phương pháp như thuốc và nội soi không can thiệp được. Và đây là một cái chọn lựa điều trị mà tốt trong trường hợp mà có thể là ít nguy cơ tử vong và các biến chứng so với phẫu thuật tạo stent, tức là nó ít tử vong hơn, ít biến chứng hơn so với phẫu thuật. Và tình trạng mở thông kéo dài nó sau tiếp nó tương đương với phẫu thuật. Đấy, nên là một phương pháp rất là tốt. Tuy nhiên thì kỹ thuật này có thể làm tăng thêm cái tiến triển của bệnh não gan và hẹp stent sau khi dùng tiếp là vấn đề thường gặp, cho nên là có thể mặc dù chúng ta đã dùng được stent phụ thuốc. Một phương pháp nữa là phẫu thuật cấp cứu, thì trong trường hợp mà chúng ta có cách những phương pháp phẫu thuật là ví dụ như là phẫu thuật tạo sân là chọn lọc hay không chọn lọc, hoặc là phẫu thuật không tạo sân, tức là chúng ta thắt luôn cả cái chỗ mà tĩnh mạch thực quản mà nó đang chảy máu ấy, người ta không tạo sân người ta thắt luôn, chảy chỗ nào là thắt chỗ đấy. Còn nếu mà tạo sân tức là chúng ta làm một cái đường thông nối giữa cửa và chủ, thì là tuy nhiên là những trường hợp này đều làm cho bệnh não gan nó tăng lên và làm cho cái việc thay đổi giải phẫu khó khăn cho cái chuyện mà ghép gan sau này, và tỷ lệ tử vong khá cao 45-75%. Thì mặc dù chúng ta có thể là phẫu thuật để cầm máu nhưng mà cái tỷ lệ tử vong nó rất là cao. Vậy thì thất bại điều trị trong trường hợp nào thì chúng ta gọi là thất bại điều trị, tức là những thất bại trong việc kiểm soát xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản trong vòng 24 giờ bằng các biện pháp rồi mà chúng ta không can thiệp được. Và thất bại trong ngăn ngừa tái xuất huyết bằng cách là đã đến lâm sàng hoặc là tử vong trong vòng 5 ngày sau điều trị cũng gọi là thất bại điều trị, và gặp thường là gặp khoảng 15-20% của bệnh nhân sơ gan. Và khuyến cáo là gì, những cái yếu tố nào mà có thể tiên lượng được thất bại đó là gì, tức là vì trong 5 ngày đầu mà những cái yếu tố ví dụ như cái áp lực tĩnh mạch trên gan là cái độ chấn ấy là trên 20 mmHg, hoặc là những bệnh nhân sơ gan mà chai phút C, hoặc là những cái xuất huyết mà hoạt động trên nội soi. Những cái tái xuất huyết trong 5 ngày đầu có thể điều trị bằng nội soi lần thứ hai, có thể chúng ta có thể nếu mà thất bại chúng ta có thể soi lần hai để chúng ta tìm cái chỗ khác, nếu mà đúng cái chỗ chảy máu chúng ta thắt lại. Hoặc là đối với những trường hợp mà tái xuất huyết nặng ấy, thì người ta khuyến cáo là dùng tiếp hoặc phụ thuốc có vẻ là lựa chọn tốt nhất. Và dữ liệu là không đối chứng là gợi ý sử dụng stent thực quản từ bung không xuất huyết nhờ dạng thành mặt kháng trị, tức là mặc dù là cần thêm nhiều nghiên cứu đánh giá, cái này là vẫn có nghiên cứu rồi nhưng mà nó chưa rõ ràng nên người ta chưa khuyến cáo là lại làm thường xuyên đường truyền bằng phương pháp bung stent ở thực quản. Trường hợp xuất huyết tái phát là gì? Tức là những bệnh nhân đã từng trải qua một đợt xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản và có thể điều có nguy cơ là xuất huyết tái phát trở lại, và những bệnh nhân này nên được điều trị để ngăn ngừa các đợt xuất huyết sau này. Cách để điều trị dự phòng nó xuất huyết thứ phát là gì? Tức là những phương pháp được điều trị rộng rãi là điều trị thuốc với những thuốc ức chế beta không chọn lọc như propranolol chẳng hạn, đơn thuần hoặc là kết hợp với nội soi điều trị chích sơ hoặc là thắt bằng vòng cao su hoặc là tiếp. Và so sánh giữa cái thắt tĩnh mạch thực quản và điều trị thuốc cho thấy kết hợp giữa hai phương pháp trên ấy cho tỷ lệ xuất huyết thấp nhất, mặc dù tỷ lệ sống còn là nó không cải thiện so với hai nhóm, nhưng mà rõ ràng là vừa dùng thuốc và vừa phương pháp nội soi mà để thắt bằng cao su thì là sẽ tỷ lệ tái xuất huyết thấp hơn. Và ở những bệnh nhân mà sơ gan, việc kết hợp một cái thuốc ức chế beta và thắt tĩnh mạch thực quản ưu tiên do cái tỷ lệ xuất huyết tái phát mà thấp hơn so với từng phương pháp đơn thuần. Và cái thuốc mà nitrat kết hợp với chèn beta có thể cải thiện được hiệu quả điều trị. Rồi một bệnh nhân mà không thể hoặc là không muốn điều trị với thắt tĩnh mạch thực quản thì thuốc chèn beta không chọn lọc cùng với nitrat là một biện pháp ưu tiên lựa chọn đối với những bệnh nhân mà có các chống chỉ định hoặc là không dung nạp ức chế beta, thì thắt tĩnh mạch thực quản là biện pháp ưu tiên lựa chọn. Và người ta khuyên là phòng ngừa thứ phát chảy máu nên bắt đầu càng sớm càng tốt từ ngày thứ 6 của đợt xuất huyết, tức là sau khi chúng ta điều trị cấp cứu, chúng ta hồi sức, chúng ta nội soi, chúng ta dùng thuốc co mạch để giảm tửa được cầm được máu, thì ngày thứ 6 trở đi là chúng ta bắt đầu là phải dự phòng rồi bằng thuốc chèn beta và kết hợp với các phương pháp khác. Đối với bệnh nhân mà thất bại với điều trị thuốc và nội soi trong ngăn ngừa tái xuất huyết thì tiếp với stent phụ thuốc là biện pháp ưu tiên lựa chọn. Vì cái phẫu thuật mà tạo sân ấy, ở bệnh nhân mà có chai cút A và B là biện pháp thay thế nếu mà tiếp là không sẵn có. Ghép gan là nên
là một cái kết cục lâu dài tốt ở các ứng viên thích hợp và nên được xem xét bởi những trường hợp mà có dị định ghép gan. Tiếp có thể là phương pháp bắc cầu để ghép gan, mà người ta khuyên là không nên phẫu thuật mà nên tiếp là có thể là trong trường hợp chờ đợi. Những bệnh nhân mà có chồng dị định hoặc là thất bại với thuốc tràn beta không chọn lọc và không thể điều trị bằng cái phẫu thuật không tạo sân thì tiếp hoặc phẫu thuật tạo sân nên được xem xét. Những bệnh nhân mà xuất huyết từ dạ dày thực quản hoặc là những cái dạng bù dạng ở trong dạ dày thì người ta khuyến cáo là tiêm cái chất kết dịn mô hoặc là tiếp là được khuyến cáo. Nhưng mà nhân mà xuất huyết ở đối với cái dạng tĩnh mạch về trong dạng bù dạng ở trong dạ dày mà tiếp 1 thì người ta khuyến cáo là dùng thuốc kết dịn mô hoặc thắt thun tĩnh mạch trong trường hợp mà có thể thắt được, hoặc ức chế beta có thể được sử dụng. Nội bệnh nhân mà xuất huyết từ bệnh dạ dày và tăng loạn ngoài cửa thì ức chế beta nên được sử dụng để ngăn ngừa tái xuất huyết. Vậy chúng tôi đi đến kết luận là gì? Thứ nhất là về dự phòng xuất huyết do tăng loạn ngoài cửa thì chèn beta không chọn lọc như propranolol, nadolol hoặc carfentrazol là cái thuốc đầu tay chúng ta có thể lựa chọn. Nội soi thắt tĩnh mạch thực quản đối với những cái giãn tĩnh mạch thực quản trung bình và lớn. Đối với điều trị cầm máu xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực ngoài cửa thì thuốc co mạch phải cho càng sớm càng tốt. Ví dụ những thuốc mà có thể được chứng minh là telivraxin, somatostatin. Đối với những nội mà nội soi tắc tĩnh mạch thực quản là sớm trong vòng 12 giờ, càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong vòng 12 giờ là lựa chọn đầu tay. Chèn bóng thực quản là chỉ là có tác dụng cầm máu tạm thời và không làm quá 24 giờ. Đối với những xuất huyết mà không kiểm soát được thì dùng phương pháp là tiếp hoặc là phẫu thuật và dùng kháng sinh dự phòng để làm giảm nguy cơ nhiễm trùng và giảm tỷ lệ tử vong ngắn hạn. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Hữu Thông đã có một cái báo cáo rất là hay về các cái biện pháp, các cái kỹ thuật trong cái việc tiếp cận với nhóm bệnh nhân tăng áp lực tĩnh mạch cửa cho các cái dự phòng nguyên phát, dự phòng thứ phát và với các cái biện pháp, các hỗ trợ nhau đa mô thức này, từ thuốc cho đến các cái biện pháp can thiệp cho đến các cái biện pháp hỗ trợ trong cái điều trị, trong cái kiểm soát. Và đặc biệt là chúng ta phải luôn luôn rõ ràng là phải rất chủ động trong cái việc mà kiểm soát người bệnh ở ngoài cái tình trạng cấp cứu, hoặc là khi đã có tăng áp lực tĩnh mạch cửa rồi phải bắt buộc phải đưa vào chương trình kiểm soát một cách chủ động. Trong cái phần thảo luận thì chúng ta sẽ dành vào phần cuối sau khi nghe báo cáo của tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn, thì chúng tôi cũng xin mời một cái báo cáo tiếp theo của tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn là sử dụng thuốc co mạch tạng trên bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa lựa chọn theo y học thực chứng. Đây là một cái bài mà nối tiếp với cái bài của tiến sĩ Trần Hữu Thông và nó hỗ trợ cho cái bài của tiến sĩ Thông rất là tốt. Như vậy sau khi nghe xong hai cái phần này thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái nội dung để thảo luận, và chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cái câu hỏi, những cái thông tin để thảo luận từ đặt hàng trước khi nghe báo cáo, và chúng tôi cũng sẽ thảo luận với cùng với các bạn và sau khi hoàn thành cái báo cáo của tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn. Và xin mời tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn bắt đầu. Kính thưa giáo sư chủ tọa và tất cả các bạn đồng nghiệp, thì hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép được tiếp tục cái mạch chúng ta nói về một cái chủ đề mà rất là thường gặp trong hồi sức cấp cứu, đó liên quan đến bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa cao và do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Và cái chủ đề mà tôi được phân công đó nói về vấn đề vận mạch, các thuốc co mạch, chủ yếu là các thuốc co mạch tạng. Và chúng ta lựa chọn các cái thuốc đó dựa trên cơ sở các cái kiến thức về mặt y học cũng như là những cái thống kê, những cái nghiên cứu gần đây được cập nhật. Thì tôi sẽ đề cập một phần mà tiến sĩ Thông đã đề cập ở đoạn trên đó, có liên quan đến các cái đại cương mà từ đó chúng ta dựa vào như là một cái cơ sở về sinh lý bệnh để chúng ta điều trị các cái thuốc có tác dụng là giảm tĩnh mạch, áp lực tĩnh mạch cửa. Cái thứ hai là tôi cũng đề cập đến các cái thuốc một cách rất là vắn tắt thôi, nói về các cái thuốc co mạch tạng, bởi vì thực ra khi mà thảo luận về các thuốc thì chúng tôi thấy là nó có rất nhiều các cái nghiên cứu cũng như là những cái kiến thức lâm sàng liên quan đến nó, và chúng tôi cũng muốn là dành cái thời gian đó để cho các cái bạn đồng nghiệp có thể chia sẻ cũng như là thảo luận về các cái chủ đề liên quan đến các thuốc co mạch này. Và cuối cùng là tôi sẽ đề cập đến những nghiên cứu mới nhất về cái chủ đề một cái thuốc mà chúng ta sử dụng rất là thường xuyên trên lâm sàng, đó là gliprexin. Cũng như các thuốc khác chúng ta cũng có thể đưa ra để so sánh và có thể thảo luận, cũng như là một số cái hướng dẫn gần đây của các cái hội chuyên ngành về tiêu hóa và chuyên ngành gan mật
liên quan đến chủ đề sử dụng thuốc. Thì như chúng ta biết thì vấn đề suất tiêu hóa là một cái chủ đề mà rất là thường gặp ở khoa cấp cứu của chúng tôi. Thì hiện nay là cái gánh nặng về vấn đề bệnh nhân suất tiêu hóa cao là thực sự là gánh nặng rất lớn, bởi vì chúng tôi thường gặp đến 1/3, 1/4 số lượng bệnh nhân của chúng tôi liên quan đến vấn đề tiêu hóa và suất tiêu hóa là chiếm đa phần ở trong những trường hợp đó. Và hàng đêm thì các anh chị em khoa cấp cứu A9 cứ thế là thi nhau đưa bệnh nhân đi nội soi. Và giống như thầy Thông nói mà cái nội soi trong tiêm sơ rồi thì còn thắt vòng cao su nữa thì chắc là cũng rất là mệt. Thật ra là tôi cũng thực sự là chia sẻ cho những thông cảm với những cái người bác sĩ về hồi sức cấp cứu đã phải rất vất vả về cái câu chuyện này. Và tuy nhiên thì có vất vả hay không thì nó cũng vẫn là phải làm thôi. Tại vì 1/3 cái số lượng các bệnh nhân mà có giãn tĩnh mạch thực quản ấy, mà có do sơ gan chúng ta gặp rất là nhiều thì sẽ xuất hiện tiêu hóa. Đây là con thống kê trên toàn thế giới. Ở nước ta thì chắc là để chuẩn bị đến mùa Giáng sinh vui vẻ rồi, đến mùa Tết rồi, chúng ta sẽ có nhiều các bệnh nhân xuất tiêu hóa hơn. Và anh Thông thì tha hồ mà nội soi. Về điều trị, các điều trị chính thì chúng ta biết là điều trị các cái thuốc co mạch, ví dụ như vasopressin, somatostatin hoặc là cái chất tổng hợp tương tự như nó, hoặc chúng ta gọi là analog ấy, thì là cái điều trị chính. Kèm theo là chúng ta nếu có nội soi như tiến sĩ Tông đã đề cập ở trên ấy, là nội soi cầm máu là rất là quan trọng. Và rất nhiều cái câu hỏi liên quan đến chủ đề nội soi cầm máu, làm thế nào đó để nội soi điều kiện cần và đủ, cũng như là theo dõi sau nội soi thì chúng tôi sẽ thảo luận trong cái phần hỏi đáp. Về chỉ định TIPS thì cũng là cái chỉ định thường xuyên được đề cập đến trong thời gian gần đây. Thực ra thì chúng tôi thấy là trên thế giới thì họ cũng đã làm được rất nhiều cái điều mà thực sự là rất là tốt. Ví dụ như TIPS họ có thể làm cấp cứu được trong một số trường hợp. Thì đấy là cái mà tôi kỳ vọng sau này chúng tôi cũng có những cái bệnh nhân mà khi cần phải can thiệp thì chúng ta có thể làm TIPS ngay lập tức. Và cuối cùng là vấn đề liên quan đến phẫu thuật như cái bài trình bày của tiến sĩ Thông. Về các cái hướng dẫn cập nhật nhất, và tôi thấy có một cái câu hỏi liên quan đến câu chuyện này ấy, thì là chúng ta thường là trong cái bài trình bày chúng ta sẽ thấy là đa phần những cái hướng dẫn từ các hội nghiên cứu về gan mật của Hoa Kỳ, của châu Á Thái Bình Dương, rồi hội nội soi tiêu hóa Hoa Kỳ, rồi tuyên bố đồng thuận quốc tế 2015 mà tiến sĩ Thông đã đề cập ở trên là Barreno 6 đấy. Và cái một cái mà chúng tôi cũng được đưa ra hướng dẫn ở trong đây đó là hội tiêu hóa Anh năm 2015, đa phần là 2015 đến 2016. Và tôi nghĩ là năm nay và những năm sau sẽ là những năm mà sẽ các cái cập nhật về các cái đồng thuận sẽ được cho nó rõ ràng hơn và cập nhật hơn cho chúng ta. Về cơ chế xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa là cái phần chúng ta phải hiểu rất là rõ để mà chúng ta có thể điều trị được. Thì cái nội dung này đã được tiến sĩ Thông đã nhắc ở phần trên. Về mặt cơ bản thì chúng ta biết là cái tổn thương tế bào gan gây ra hiện tượng là sơ hóa xung quanh cái tĩnh mạch cửa, rồi tăng áp nó chèn ép vào trong cái hệ thống tĩnh mạch cửa, cùng với cái việc là rối loạn chức năng trong cái việc tổng hợp ra nitric oxide NO đấy ở trong mạch máu, dẫn đến cái hậu quả là gì ạ? Là cái tăng sức cản ở trong tổ chức gan. Và cái sự tăng sức cản của trong tổ chức gan đó nó sẽ dẫn đến, đương nhiên là sẽ tăng đến cái áp lực tĩnh mạch cửa, bởi vì là tĩnh mạch cửa là cái phần mà chúng ta biết là phần cuối của nó sẽ đi qua gan. Ngoài ra thì cái việc mà tăng việc tổng hợp các cái NO ở trong hệ thống tĩnh mạch lách, rồi các cái chất khác, đặc biệt là liên quan đến việc tạo tăng sinh các cái tổ chức mạch, ví dụ như VEGF hoặc là PDGF cũng được sản xuất ra, và nó gây ra một cái tình trạng là giãn mạch hệ thống cũng như là giãn toàn bộ cái hệ thống mạch cửa đó. Và cái dòng máu nó đi về trong hệ mạch cửa sẽ tăng lên, cũng như là việc mà can thiệp của cái con đường là renin-angiotensin sẽ làm tăng dung lượng tim và cũng là có phần vào cho cái dòng máu đi vào tĩnh mạch cửa tăng lên. Và cái sự tăng lên của dòng máu đó cũng lại là một phần lại làm cho cái tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Và cái hậu quả của cái việc tăng dòng máu cũng như là tăng sức cản của hệ thống mạch cửa trong gan ấy, sẽ dẫn đến là tăng cái chênh áp qua tĩnh mạch cửa trên 10 mm thủy ngân. Đây là một cái con số giống như điểm cắt óp để chúng ta biết đây là mức độ trầm trọng của cái việc tăng áp lực tĩnh mạch cửa và gây ra các cái hiện tượng là giãn các cái búi giãn ở trong dạ dày và búi giãn ở trong thực quản, chúng ta thấy ở cái phần trên. Và khi các cái búi giãn ở trong các cái tổ chức đó nó giãn ra thì chúng ta sẽ thấy là có những trường hợp bệnh nhân xuất huyết, nhưng có những trường hợp bệnh nhân không xuất huyết. Vậy thì cái cơ chế gì để cho bệnh nhân có thể xuất huyết
và những bệnh nhân khác có thể là không xuất huyết. Đó là liên quan đến cái sự thay đổi về áp suất, áp lực ở trong hệ thống. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy là gì? Rõ ràng nó không theo giờ chảy máu vào trong lòng ruột, chảy máu vào trong khung mạc được, mà nó chảy máu chủ yếu là trong lòng ruột. Nó liên quan đến sự chênh áp ở trong hệ thống mạch với lòng ruột, cũng như là khẩu kính của cái khối giãn, cũng như là liên quan đến cái áp lực xuyên thành và độ dày của cái búi giãn. Như vậy thì càng mỏng búi giãn mà càng mỏng, rồi khẩu kính nó càng lớn và cái áp lực xuyên thành càng cao thì sẽ dẫn đến cái hậu quả chúng ta thấy là bệnh nhân xuất huyết. Vậy thì để làm thế nào đấy để giảm được cái nguy cơ đó thì rõ ràng cái hiện tượng giãn thì chúng ta đã phải gặp rồi. Thì chúng ta phải, cái mà chúng ta có thể làm được là tìm đủ mọi cách để làm giảm cái áp lực ở trong hệ thống, là làm giảm cái áp lực xuyên thành. Và chúng ta cũng giảm được cái các cái khẩu kính của búi giãn, tức là làm nó nhỏ lại. Thì đấy cũng là một trong những cái biện pháp điều trị mà cơ chế bệnh sinh, dựa vào cơ chế bệnh sinh. Cái sơ đồ này đã đưa ra ở trong cái phần báo cáo trước của tiến sĩ Thông, thì chúng ta biết là cái việc điều trị khi mà bệnh nhân có chảy máu tiêu hóa thì cái việc điều trị quan trọng nhất là gì? Chúng ta phải đối mặt với một cái tình trạng là bệnh nhân của chúng ta đang mất máu. Vậy thì cái mất máu đó là hậu quả đầu tiên là nó sẽ dẫn đến mất thể tích toàn hoàn và bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng sốc. Vậy thì chúng ta phải làm đủ mọi cách để làm sao bồi phụ được cái thể tích tuần hoàn đó bằng dịch truyền, bằng các cái chế phẩm máu. Và sau đó là gì? Chúng ta phải tìm cái biện pháp phải cầm máu, phải bịt cái chỗ chảy máu đó bằng cái nội soi và sử dụng các cái thuốc có tính chất là hoạt mạch, ở đây gọi là hoạt mạch. Nhưng mà chúng tôi trong bài chúng ghi là các thuốc co mạch để làm gì? Để là giảm cái áp lực tĩnh mạch cửa, để nó giảm cái áp lực xuyên thành đi qua cái búi giãn. Và cái thời gian sử dụng các cái thuốc đó, chúng ta biết là theo khuyến cáo nói chung ấy, là phải đủ thời gian chứ không phải dùng quá ngắn. Nó phải tới từ 2 đến 5 ngày, có những trường hợp dùng 2 ngày là được, có những trường hợp phải dùng 5 ngày trên lâm sàng. Chúng ta không phải là cứ theo một cái con số gọi là cứng nhắc, mà chúng ta có thể tùy thuộc vào bệnh nhân chúng ta quyết định. Rồi tùy theo vào cái mức độ nguy cơ của bệnh nhân, ví dụ như đánh giá điểm Chartered C hoặc là những trường hợp chảy máu mà tiếp diễn, mà mặc dù chúng ta đã làm tất cả các biện pháp được thì có thể làm cái triển khai cái tips giai đoạn sớm, tức là trong vòng 3 ngày đầu chúng ta có thể triển khai ngay. Đấy là cái mà chúng tôi kỳ vọng chúng ta có thể làm được rất sớm. Như vậy thì thực tế lâm sàng để triển khai cái đó cũng là một trong những cái mà chúng ta cần phải có nhiều cái mà cố gắng để có thể triển khai. Ngoài cái việc đó thì chúng ta liên quan đến việc nội soi rồi chẩn đoán và đưa ra những cái quyết định, ví dụ thắt vòng cao su, và sau đó thì nếu như tình trạng kiểm soát được tốt thì đưa ra cái chiến lược dự phòng như tiến sĩ Thông đã đề cập ở trên. Còn không thì chúng ta có thể tiến hành tips hoặc là sử dụng các cái bóng, bơm bóng tạm thời như bóng Blackmore chẳng hạn. Đấy là những cái mà chúng ta đã thấy trong cái phần hướng dẫn ở phía trên. Vậy thì những yếu tố gì mà chúng ta cần tiên lượng? Bởi vì khi mà chúng ta đối mặt với những trường hợp của bệnh nhân cấp cứu thì chúng ta phải biết thế cái bệnh nhân này khả năng mình có can thiệp như vậy thì nó có chảy máu lại hay không? Đây là cái câu hỏi mà rất hết sức là lâm sàng. Và cái người lâm sàng là gì? Chúng ta phải tiên lượng để giải thích cho người nhà bệnh nhân. Không có khi mình vừa bảo là bệnh nhân ổn, xong lại chảy máu ra và bệnh nhân lại bắt đầu suy tuần hoàn và cuối cùng là ngừng tim. Thậm chí là đến mức độ nhanh, nếu mà chúng ta chưa kịp giải thích trở lại cho bệnh nhân, thậm chí chưa kịp gọi người nhà, nó đã như thế rồi. Thì đấy là cái chúng ta tiên lượng rất là quan trọng đối với người thầy thuốc lâm sàng. Thì những yếu tố liệt kê ở trên này sẽ là cái yếu tố giúp cho chúng ta biết tiên lượng bệnh nhân này xấu đấy. Chúng ta giải thích về kỹ đi, chúng ta phải gặp gia đình đi. Đấy, thì ví dụ như là tuổi bệnh nhân, lớn tuổi chẳng hạn, đương nhiên lớn tuổi là nguy cơ cao rồi. Bệnh nhân này bị sơ gan rượu, mà đặc biệt là những cái ông còn đang uống rượu, ông đang bị sơ gan rồi, ông cứ thấy chẳng có trên đời này chẳng có gì vui vẻ bằng rượu cả, thì ông lại tiếp tục uống rượu. Thế đấy là cái mà chúng ta sẽ gặp thường xuyên. Bệnh nhân vào đã tình trạng chảy máu nặng rồi, hemoglobin dưới 8 rồi, thế đây là cái nhóm mà chúng ta phải rất là cảnh giác, đúng không ạ? Giảm tiểu cầu thì cây này thường gặp trên bệnh nhân nghiện rượu, sơ gan. Rồi bệnh não gan có cổ trướng rồi đang chảy máu, ví dụ nhìn thấy búi giãn đang chảy máu rồi búi giãn như thầy Thông có nói ở trên ấy, nó có dấu hiệu có cục máu rồi cái màu đỏ rồi cái chênh áp trên cái tĩnh mạch trên gan, tĩnh mạch gan của chúng ta cao và bệnh nhân có suy thận. Đây là những cái yếu tố tiết lượng chảy máu sớm là trong cái thời gian trước mắt ấy, chúng ta cần phải giải thích và chuẩn bị cái tinh thần đó, đôi khi có phải can thiệp, vân vân. Những yếu tố mà tiên lượng chảy máu muộn, xin lỗi cái này nó muộn chứ không phải sớm, muộn là gì? Thứ nhất là bệnh nhân suy gan nặng, bệnh nhân cổ trướng, đấy là cái yếu tố giống như là vừa sớm vừa muộn là cổ trướng, là yếu tố nguy cơ liên quan đến chai pớp, đúng không ạ?
rồi u gan, rồi bệnh nhân đã nghiện rượu nhưng vẫn cứ tiếp tục uống và bệnh nhân có cái dấu hiệu cái màu đỏ trên búi giảm, phần trên chúng ta đã đề cập. Đây là một cái sơ đồ mà chính là tiến sĩ Thông đã đề cập ở trên. Cái sơ đồ này tôi lấy ra là bởi vì tôi thấy có những cái điểm nó rất là đặc biệt liên quan vấn đề truyền các chế phẩm máu và đặc biệt sử dụng các cái chế phẩm máu ở cái mức độ như thế nào là cần thiết, bởi vì có rất nhiều cái trường hợp chúng ta đưa ra cái thảo luận vấn đề truyền máu, truyền bao nhiêu là đủ. Truyền bao nhiêu là đủ, có khi chúng ta lại truyền quá mức thì lại không cần thiết. Đôi khi có những bệnh nhân là sơ gan cổ trướng giai đoạn cuối, nghiện rượu rồi về đánh vợ đánh con, chúng ta vẫn cứ truyền cho họ, đâm ra có khi truyền chưa chắc đúng không? Người ta đã quý mình đúng không ạ? Thế đâm ra là chúng ta phải có những cái tiêu chí nhất định. Ví dụ như là tiến sĩ Thông đã nói ở trên ấy, tức là chúng ta truyền nếu nó dưới 7 thì chúng ta truyền, là cái đích quan trọng nhất là chúng ta đưa lên trên 7 là được rồi. Và nếu như bệnh nhân có cái tình trạng về tim mạch, tình trạng huyết áp, những cái vấn đề liên quan đến tim, liên quan đến tưới máu của các cái tổ chức ấy, thì chúng ta có thể đích cao hơn ở trên 9. Đấy là đích 9 và 7 là những cái đích mà quan trọng nhất trong thời gian cập nhật gần đây chúng ta chú ý, là người ta không nên truyền quá nhiều và không cần thiết. Đôi khi chúng ta rất cần máu để giữ cho những cái nhóm bệnh nhân khác. Cái điều thứ hai là truyền máu không phải là đơn thuần là chỉ có khối hồng cầu, mà chúng ta phải truyền những cái chế phẩm máu. Đây là những cái mà rất là quan trọng ở trong những cái hướng dẫn người ta cũng đưa rất là rõ. Và việc truyền chế phẩm máu với cái tỷ lệ mức độ ra sao thì tùy thuộc vào cái mức độ mất trên lâm sàng, mà chúng ta biết là việc đánh giá cái sự mất trên lâm sàng đôi khi chúng ta phải dựa lâm sàng, đôi khi chúng ta phải dựa vào các cái triệu chứng như là huyết động để chúng ta đánh giá xem mức độ máu mất, cũng như là công thức máu để xem số lượng máu mất trong thời gian là bao nhiêu. Và cái xác định cái thời gian không là rất là quan trọng để quyết định cái mức độ mất máu như thế chúng ta cần phải can thiệp như thế nào. Đó là những cái phác đồ nó đưa ra cho chúng ta như vậy. Phần tiếp theo là tôi thảo luận về vấn đề các cái thuốc phải sử dụng để làm giảm áp lực tĩnh mạch cửa. Thế thì cái thuốc, cái bài đầu tiên mà tôi tìm thấy đó là năm 1979. Tôi lại nhớ cái việc mà xảy ra năm 1979, chắc các bạn nhớ nhiều thứ đúng không ạ? Thì trong năm 79 thì tôi, đôi khi người ta nhớ rằng là có thể cái người yêu người ta sinh ra năm 79. Có thể là mình, có thể là năm 79 là chiến tranh biên giới chẳng hạn, ví dụ vậy, để chúng ta nhớ như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là tôi thấy là cái tạp chí mà cái bài báo họ đăng ấy, đó là tạp chí Cắt, từ về tiêu hóa. Thì chắc là tạp chí này cũng rất nổi tiếng, vì nếu mà làm về tiêu hóa thì các bạn sẽ biết nó là rất nổi tiếng về tiêu hóa, giống như Nature. Trong cái khoa học là chúng ta Nature, trong tiêu hóa thì Cắt thì chắc là kinh khủng. Thì chúng ta thấy là họ so sánh cái việc sử dụng lysine, vasopressin và lipressin trên những cái bệnh nhân sơ gan. Thì người ta thấy là trên cái bệnh nhân sử dụng lipressin thì nếu mà so sánh với lysine, vasopressin thì nó có tác dụng một cái là đương nhiên là giảm được cái áp lực của tĩnh mạch cửa rồi. Cái đó là cái đích của hai cái thuốc này đều đích tới. Nhưng mà nó lại có một cái phần mà tôi thấy rất là lý thú, đó là liên quan đến cái câu chuyện tác dụng về tiêu sợi huyết. Mà cái mà người ta rất là sợ, bởi vì trên bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa mà lại đã tiêu sợi huyết rồi mà cái thuốc điều trị mà lại kèm theo cái tiêu sợi huyết nữa thì chắc chắn nó sẽ làm cho cái hậu quả của vấn đề chảy máu tiếp tục nó sẽ diễn biến. Thì thấy rằng là trong cái nghiên cứu này á, thấy lipressin là giảm được và thậm chí là không có cái hiện tượng tiêu sợi huyết ở trên cái nhóm bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa hoặc là tăng áp lực tĩnh mạch cửa so với sử dụng cái lysine vasopressin. Vậy thì thế thì một cái thuốc mà để chúng ta kỳ vọng mà chúng ta chọn để điều trị thì khi nó phải có những cái tiêu chí nhất định, tôi gọi là thuốc điều trị lý tưởng, thì chắc chắn trên thế giới nó chẳng có gì lý tưởng cả đúng không? Chúng ta chỉ có lý tưởng đảng thôi chứ chúng ta chẳng có lý tưởng về thuốc. Thế thì vậy thì những cái thuốc điều trị lý tưởng là gì ạ? Ít nhất thì là cái thuốc mà chúng ta để chúng ta chọn là nó phải có cái gì? Tốt nhất nó phải là cái thuốc mà có tác dụng tốt. Tác dụng tốt là gì ạ? Nó là kiểm soát tốt được cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa mà cái mà chúng ta đang mong muốn. Tức là khi dùng thuốc cái là dừng cái xuất huyết tiêu hóa ngay lập tức. Cái điều này là một vĩ đại. Tôi thấy nếu mà thuốc mà đảm bảo được điều này là rất là vĩ đại. Cái thứ hai là nó dễ sử dụng. Tức là chúng ta thấy là trong cái điều kiện cấp cứu như vậy, đôi khi việc sử dụng mà nó quá phức tạp rồi cách pha nó quá phức tạp hoặc là cần cái thời gian nó quá phức tạp thì lúc đó cũng rất khó để có thể triển khai được. Cái thứ ba nữa là gì ạ? Đó là nó giảm được cái tác dụng phụ. Một cái thuốc mà ít tác dụng phụ thì bao giờ chúng ta cũng kỳ vọng. Và cuối cùng là nếu mà tốt nhất là nó giảm được tỷ lệ tử vong. Thì đây là một cái điều mà đích của rất nhiều các cái nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng. Làm thế nào đó để giảm được tỷ lệ tử vong? Thì đây là bốn cái tiêu chí mà được gọi cái thuốc mà chúng ta cần lựa chọn. Vậy thì những cái thuốc đang sử dụng trên lâm sàng và đã sử dụng trên lâm sàng thì đây được liệt kê trong slide này.
chúng ta sẽ nhìn thấy gồm có vasopressin, teclipressin, somatostatin hoặc là octreotid hoặc là vanpreotid. Đây là những cái thuốc mà đã được nghiên cứu rất là nhiều rồi, và đây là cái tổng hợp của những câu chuyện đó. Chúng ta đi qua một số những cái thông tin cụ thể, ví dụ ở đây chúng ta liên quan đến vasopressin và một cái sản phẩm tổng hợp của vasopressin là teclipressin, cũng như là cái bên cột tay phải là somatostatin và các sản phẩm tổng hợp của nó. Thì chúng ta sẽ thấy là đối với cái sản phẩm tự nhiên mà người ta được nhắc đến, vasopressin là thuốc co mạch rất mạnh, cũng như là somatostatin là thuốc co mạch rất mạnh. Và nó chỉ khác nhau là gì? Đối với somatostatin là nó có cái tính chất chọn lọc hơn. Còn cái vasopressin là một cái thuốc tự nhiên và không có tính chất chọn lọc. Vì là tự nhiên và không có tính chất chọn lọc như vậy thì nó thường có rất nhiều cái tác dụng phụ mà thực tế trên lâm sàng chúng ta rất là lo ngại. Ví dụ, nó gây hiện tượng co mạch, chúng ta đang kỳ vọng là co mạch tạng để giảm áp lực tĩnh mạch cửa. Nhưng cái thuốc này có thể co mạch hệ thống. Co mạch hệ thống thì nó co mạch toàn thân. Và đặc biệt là gì? Nó có thể co mạch vành và gây ra giảm tưới máu của mạch vành. Vậy thì những cái thuốc gì ảnh hưởng trên mạch vành và mạch hệ thống thì sẽ gây ra rất nhiều các biến chứng về mạch máu. Ví dụ như nó có thể co mạch ở chi, thì chúng ta nhìn thấy là rất nhiều các bệnh nhân hồi sức của chúng ta vì tình trạng sốc, người ta sử dụng các cái thuốc co mạch. Tất nhiên là không phải ai cũng sử dụng vasopressin, nhưng mà rõ ràng là gì, người ta thấy là toàn bộ cái đầu chi bệnh nhân co mạch đến mức độ là tím, thậm chí là gì, có những bệnh nhân là cái đầu chi là hầu như là sau đó là hoại tử, không thể sử dụng được nữa. Thì đấy là cái điều mà chúng ta sợ nhất là chúng co mạch. Cái đấy thì chúng ta còn chi thì cũng có thể là trông thì cũng rất là kinh khủng, nhưng mà cái đó là cũng chưa, đôi khi là vẫn không quá là nguy hại đến tính mạng. Có thể về mặt thẩm mỹ thì nó ảnh hưởng, nhưng mà đối với tính mạng thì cái co mạch của mạch vành là cái đáng sợ nhất. Thì những cái biến cố trên mạch vành là những cái mà thường là các cái thuốc mà người ta rất sợ để sử dụng, thì vasopressin là cái thuốc mà có những cái biến cố đó. Chính vì lý do như vậy thì các lựa chọn khác, ví dụ như người ta chuyển sang somatostatin là nó sẽ giảm được những cái tác dụng không mong muốn và thậm chí là các cái nguy hiểm đó. Các cái dạng mà được gọi là tổng hợp, ví dụ như là vasopressin là dạng tổng hợp, là teclipressin chẳng hạn, thì cái cơ chế tác dụng của nó, tác dụng co mạch của nó cũng rất là tốt, nhưng mà nó lại không phải là co mạch của hệ thống hoặc co mạch vành. Tất nhiên nó cũng có một phần, một số các cái tác dụng phụ trong các nghiên cứu người ta đưa ra một phần nhỏ, nhưng mà đã không đáng kể. Thì về cái vấn đề co mạch đó, các cái điểm quan trọng nhất của các cái thuốc này đó là liên quan đến cái thời gian sử dụng. Ví dụ như là thời gian sử dụng có thể có quá ngắn, ví dụ như là vasopressin thì quá ngắn, thời gian sử dụng của nó T/2 của nó thì chỉ có 10 đến 35 phút thôi. Đấy là một trong cái hạn chế, rất là hạn chế của các cái chế phẩm tự nhiên. Trong khi các cái chế phẩm mà được gọi là tổng hợp thì thời gian tác dụng nó kéo dài hơn. Đấy là những cái mà nó có thêm cái ưu điểm. Cái ưu điểm thêm vào nữa đó là cái tác dụng phụ ít hơn. Và cái ưu điểm mà quan trọng nhất mà chúng ta đang kỳ vọng là nó có thể có hiệu quả không? Có thể giảm được áp lực của tĩnh mạch cửa không? Có thể dừng được chảy máu không? Và đặc biệt là có thể làm giảm được tỷ lệ tử vong hay không? Thì trong các cái thuốc này chúng ta nhìn thấy là cái hiệu quả rõ rệt nhất và đã được chứng minh đó là teclipressin là một thuốc co mạch, đã được chứng minh là giảm được tỷ lệ tử vong trong các cái nghiên cứu có đối chứng ngẫu nhiên. Đối với vasopressin thì sao? Có rất nhiều các thử nghiệm lâm sàng như đã mô tả ở trên. Tôi đã nói một phần, đây là phần tập hợp lại thôi. Nó ảnh hưởng cơ bản vì nó không chọn lọc, do đó nó sẽ ảnh hưởng đến huyết động. Nó đặc biệt là trên da và trên tim, tôi đã nói ở trên. Nó làm tăng cái sức cản mạch ngoại biên, giảm cung lượng tim, giảm cái tới máu mạch vành, và có nhiều cái biến chứng người ta đã ghi nhận, đó là suy tim, rồi nhồi máu cơ tim và loạn nhịp tim. Và sử dụng cái vasopressin thì người ta không sử dụng bao giờ đơn độc cả, bởi vì là các cái biến chứng của nó quá nhiều. Ví dụ kể cả những cái biến chứng về tim mạch cũng như là biến chứng về hạ natri máu cũng rất là nhiều, rồi cái tổn thương ở ngoại biên cũng rất là nhiều. Chính vì vậy người ta phải phối hợp các cái thuốc giãn mạch khi mà sử dụng với vasopressin. Thì một trong những lựa chọn sử dụng phối hợp giãn mạch đó là chúng ta sử dụng nitroglycerin là một cái sản phẩm mà chúng ta thường sử dụng cho những bệnh nhân mà ví dụ những bệnh nhân mà phù phổi cấp hoặc những cái cơn tăng huyết áp cấp cứu mà không điều trị được bằng các cái thuốc như là chặn canxi chẳng hạn, thì chúng ta có thể phối hợp vào để điều trị. Thì trong những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng thêm thuốc giãn mạch thì nó đảm bảo được cái câu chuyện là những cái tác dụng phụ của vasopressin đơn độc ấy, nó giảm bớt và nó vẫn giữ được là các cái hiệu quả của thuốc. Tuy nhiên thì cái việc phối hợp này, cái quan trọng nhất chúng ta nghĩ là phối hợp nó phải giải quyết được cái hiệu quả,
đó là giảm được tỷ lệ tử vong thì nó vẫn chưa chứng minh được điều đó. Đối với somatostatin thì về hiệu quả thì rõ ràng là cái đây là một cái hiệu quả trong cái việc mà truyền ấy, thì thường là nó có hiệu quả về giảm áp lực tĩnh mạch cửa, nhưng mà cái tác dụng giảm của nó thì thường có tính chất thoáng qua thôi. Và vì nó có cái thoáng qua như vậy thì chúng ta đôi khi phải để duy trì tác dụng lâu dài chúng ta sẽ rất là khó. Và tất nhiên là các cái tác dụng phụ đối với thuốc này, đây là một cái thuốc mà được khen về rất là ít cái tác dụng phụ, đấy là cái ưu điểm quan trọng của thuốc này. Về những cái tác dụng phụ thì nó có thể là hiệu quả nó có thể là không được nhất quán hoặc không được được kéo dài đối với cái việc mà giảm áp lực tĩnh mạch cửa, và đặc biệt là nó không cải thiện cái tỷ lệ tử vong ở một số các nghiên cứu. Tất nhiên là chúng ta biết là trên nghiên cứu thì càng ngày người ta sẽ càng so sánh nhiều và càng cái việc thiết kế nó sẽ càng tốt hơn để chúng ta có thể so sánh để thấy được cái hiệu quả của thuốc. Về cái tác dụng phụ thì nó cũng có thể gây ra một số cái tác dụng phụ, chủ yếu là tác dụng tiêu hóa, nôn, chán ăn, đau bụng, tiêu chảy, rồi có thể đau đầu chóng mặt một tí, tăng đường huyết một tí, nhưng mà không có những cái tác dụng phụ nguy hiểm trong cái tác dụng phụ của somatostatin. Octreotide chẳng hạn thì về hiệu quả thì nó có thể so sánh với tiêm sơ tĩnh mạch trong kiểm soát xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản. Và cái tác dụng phụ của nó thì về một số thử nghiệm lâm sàng ấy, thì thấy rằng là octreotide không có hiệu quả hơn gì so với cái giả dược trong cái việc mà kiểm soát ban đầu xuất huyết tiêu hóa do giãn tĩnh mạch cấp tính trong giai đoạn cấp, và không đủ cái nghiên cứu để chứng minh nó tốt hơn giả dược trong những cái xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch cấp tính. Về tác dụng phụ thì là nó có một cái điểm là nó không giảm được cái áp lực tĩnh mạch cửa không nhanh và hiệu quả bằng cái somatostatin là sản phẩm tự nhiên trước đây. Và một số các cái nghiên cứu để xác định điều thì cho thấy là nó sẽ giảm cái mức độ nhạy cảm và cái thời gian sử dụng, thì nếu mà thời gian sử dụng nó thì thường là hiệu quả nó chỉ rất là ngắn thôi, và nó giảm cái áp lực tĩnh mạch cửa cũng chỉ thoáng qua. Đấy là một trong những cái mà hạn chế. Xin lỗi các bạn một tí, do cái hệ thống của chúng tôi chắc là nó không được ăn trưa nên nó không chạy. Đối với repressin thì sao? Thứ nhất là nó có những một số cái ưu điểm mà chúng ta có thể tận dụng được, ví dụ như là tác dụng rất là nhanh, đấy là cái mà kỳ vọng trong cái thuốc mà chúng ta đang muốn sử dụng, đúng không ạ? Thứ hai, thời gian tác dụng kéo dài 6 giờ, chỉ cần tiêm tĩnh mạch, và đây là một lựa chọn rất là tốt để cầm máu. Và tác dụng phụ thì nó có một số cái tác dụng phụ không phải có, tức là tác dụng phụ mà người ta ghi nhận nhiều nhất ấy, đó là hạ natri máu. Tuy nhiên thì hạ natri máu nó khoảng 5 mg trên lít, và trên rất nhiều các cái trường hợp mà chúng ta hồi sức thì cái việc mà chúng ta truyền các cái dung dịch natri để hồi sức ấy, đó là một trong cái những cái thuốc, những cái dịch mà chúng ta thường sử dụng, thì nó có thể là giải quyết được cái vấn đề mà hạ natri nếu mà chúng ta sử dụng repressin. Nào, chúng ta sẽ quay về vấn đề cơ sở bằng chứng của sử dụng telmisartan trên bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Thì đối với cấu trúc của telmisartan thì đây là một cái sản phẩm tổng hợp tương tự như vasopressin. Nó chỉ khác có mấy cái điểm. Điểm thứ nhất là nó có thêm 3 cái glycine ở cái đầu tận N. Đây ở trên hình chúng ta sẽ thấy có 3 glycine này. Và ở cái vị trí số 8 của acetamin thì nó thay cái arginine bằng lysine ở vị trí số 8. Và chính vì lý do như vậy nó có tên là lysine vasopressin. Về cái quá trình tổng hợp thì chúng ta thấy là đây là đầu tiên là vasopressin là dạng tự nhiên, thì nó chính là arginine vasopressin, và ở vị trí số 8 nó có arginine. Và khi mà người ta tổng hợp thì người ta thay cái vị trí số 8 bằng lysine, thì chúng ta có cái tên là lysine vasopressin là cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng. Và nếu như chúng ta thêm 3 cái glycine nữa thì chúng ta sẽ có cái sản phẩm là repressin. Và khi mà cái thuốc này đi vào trong cơ thể thì trong cơ thể sẽ được chuyển thành glycine vasopressin hay repressin. Đây là cái thuốc mà chúng ta nhìn thấy là cái cách thức cũng rất là đơn giản, chắc là về tối nay các bạn có thể tổng hợp được. Về lợi ích của telmisartan thì chúng ta biết là gì ạ? Thứ nhất là cái khoảng điều trị, đó là cái khoảng điều trị và cái khoảng độc nó rất là rộng. Do đó cái giải độc và điều trị nó rộng như vậy thì cho phép chúng ta có thể là gì, liều của chúng ta duy trì rất là tốt và tác dụng phụ nó sẽ giảm đi. Ví dụ như chúng ta so sánh trực tiếp với vasopressin thì chắc chắn là
cái tác dụng phụ nó ít hơn. Đặc biệt là cái tốc độ chuyển hóa của glipepsin thành lysine vasopressin ở trong tổ chức thường là chậm. Do đó mà nồng độ trong tổ chức thì nó bao giờ cũng cao hơn trong tuần hoàn. Như vậy thì cái hiệu quả thì tốt và cái độc tính thì thấp. Và không gây ra một cái hoạt hóa plasminogen, tức là không gây ra cái hiện tượng tạo thành tăng cái sự tiêu diệt huyết. Đấy là một trong những đặc điểm rất là quan trọng của glipepsin. Về mặt cơ chế thì chúng ta có cái phần đầu tiên đã giải thích là cái cơ chế tại sao chúng ta có hiện tượng tăng áp lực tính mạch cửa. Và cái glipepsin có tác dụng ngược lại với câu chuyện kia. Nó gây ra hiện tượng là giảm được cung lượng tim, giảm được cái huyết áp động mạch, giảm được cái sức cản của mạch hệ thống. Do đó nó giảm dòng máu đến cho cái mạch tạng. Và nó lại giãn được cái mạch tạng, dẫn đến cái kết quả là làm giảm được cái áp lực của tim mạch cửa. Và về mặt huyết động ấy, thì thứ nhất là trên cái tĩnh mạch cửa thì chúng ta thấy là nếu chúng ta so sánh glipepsin với opioid thì thấy rằng là đối với opioid thì chúng ta thấy cái thời gian tác dụng của nó, tức là cái mức độ giảm về theo cái áp lực, cái chênh lệch áp của tĩnh mạch gan ấy, thì tôi thấy là cái opioid cái nó giảm rất là mạnh ở trong những cái phút đầu tiên, trong vòng 5 phút đầu tiên. Và sau đó thì cái tác dụng nó mất đi và nó trở về bình thường, gần như là bình thường. Còn đối với các glipepsin thì cái thời gian tác dụng của nó có vẻ như nó đi chậm hơn so với opioid. Nhưng mà nó duy trì dài hơn. Như vậy sau 25 phút vẫn có cái tác dụng giảm được cái chênh áp của tĩnh mạch gan tới 30-40%. Đối với cái huyết áp trung bình thì mức độ mà chúng ta biết là cải thiện về cái huyết áp trung bình thì chúng ta thấy nhìn ở đây là đối với so sánh cũng tương tự với các glipepsin và opioid thì thấy rằng là cái tác dụng của opioid thì cái cải thiện đó một cách rất là nhanh chóng trong vòng 1-2-3 phút đầu thôi, nhưng mà nó sau đó thì nó mất đi rất là nhanh, trong khi đó là các glipepsin là sao, cái tác dụng nó vẫn duy trì trong thời gian là sau 25 phút. Đối với việc mà chúng ta sử dụng thuốc co mạch thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta kỳ vọng được có giảm được cái cầm được máu và kỳ vọng là sẽ giảm được cái đích điều trị quan trọng nhất là chúng ta giảm được cái số lượng máu và chế phần máu được truyền. Thì đây là một cái nghiên cứu cho chúng ta thấy điều đó, cái đơn vị máu truyền mà trước khi sử dụng thuốc ấy, là thậm chí cái nhóm sử dụng glipepsin còn cao hơn so với cái nhóm mà giả dược. Nhưng mà sau khi chúng ta sử dụng thuốc thì sao? Thì chúng ta thấy là cái số lượng máu ở cái nhóm sử dụng glipepsin là giảm một cách gọi là rõ rệt, kể cả trong giai đoạn điều trị cũng như là giai đoạn sau khi điều trị. Vậy thì cái hiệu quả thực tế của glipepsin là theo những cái nghiên cứu phân tích gộp mà gần đây nhất, thì đây tôi lấy một cái phân tích gộp của toàn là tác giả Trung Quốc. Nhiều khi mọi người cứ ngại cái tác giả Trung Quốc thì sao họ làm nhiều cái nghiên cứu phân tích gộp thế cơ chứ. Mà mọi người cũng ngại là Trung Quốc, nhưng mà tôi bảo tôi chả ngại gì Trung Quốc cả. Tôi cứ thấy là cái tạp chí gì nó có uy tín cao tôi lấy thôi. Tôi lấy cái tên tạp chí Medicine thì để xem là cái hiệu quả thực sự của glipepsin cho đến thời điểm hiện nay. Và cái bài báo này được đăng tải năm 2018, không có bài nào cập nhật hơn bài nào. Đấy là chắc chắn. Thì tôi vừa search cách đây vừa tối hôm qua, tối hôm kia gì đấy. Làm ra là các bạn cố gắng tìm cũng không có đâu. Thế thì cái phương pháp thì chúng ta biết rồi, người ta sử dụng là cách tìm kiếm ở trên mạng thôi. Và người ta tìm được 30 cái nghiên cứu trong với tổng số bệnh nhân là 3.344 bệnh nhân. Và so sánh tác dụng của các cái sử dụng các cái thuốc co mạch tạng như glipepsin với là giả dược, cũng như là glipepsin với các thuốc co mạch khác, cũng như là phối hợp glipepsin với các cái điều trị khác giống như tiến sĩ Thông đã đề cập ở trên. Xem là hiệu quả của nó là sao. Thì đây là cái bài tham khảo, các bạn có thể đọc ở trên mạng, bài này free luôn. Các bạn vào là lốt được cả một bài rất là dài, tới hơn 10 trang. Vậy thì tôi quan tâm đến cái vấn đề gì trong cái vấn đề mà vai trò để so sánh glipepsin với các cái giả dược. Thì đây là glipepsin so với các giả dược thì người ta xem xét trên 3 cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là nó cầm máu được ngay hay không, ngay từ đầu nó cầm máu được hay không, nó cầm máu trong vòng 48 giờ và 5 ngày hay không. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở trên đây có vẻ như nó cầm máu được, so với giả dược là cầm máu được. Nhưng để đảm bảo được cái ý nghĩa thống kê hay không thì cái tiêu chí của nó phải là gì ạ? Nó phải nghiêng về lớn hơn 1, đúng không ạ? Lớn hơn 1 và cái khoảng tin cậy của nó thấp nhất cũng phải lớn hơn 1. Thì chúng ta thấy rằng là
cái thuốc của chúng ta đang nghiên cứu đó là Teriflexin là có thể giảm được, có thể cầm máu được trong vòng 48 giờ đầu là thực sự có ý nghĩa thắng kê, đúng không ạ? So với giả dược. Thì cái số lượng bệnh nhân có đủ không? Ta thấy trên thế giới là họ nghiên cứu này, nhiều khi họ chỉ nghiên cứu có 10 bệnh nhân, 17 bệnh nhân, rồi có những nghiên cứu chỉ có 15 bệnh nhân thôi, mà nó cũng đăng báo được quốc tế, trong khi chúng ta thì các thầy cứ đòi phải 30, 40, 60 bệnh nhân thì làm sao mà lấy ra được đấy các bạn. Thầy Tông này, chú ý thầy Tông có thể làm cái nghiên cứu cũng 10 bệnh nhân người ta cũng nghiên cứu được năm 1994, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà chúng ta chú ý, là những cái nghiên cứu cái giá trị của nó không phải phụ thuộc vào cái việc số lượng là bao nhiêu, mà quan trọng nhất là họ này có nhóm giả dược và nhóm không, đó là những cái mà họ tức là có sự so sánh. Thế thì đấy là cái đầu tiên liên quan đến việc cầm máu. Cái thứ hai là cái đích thứ hai là rõ ràng. Đối với cái việc mà các biện pháp khác thì có rất nhiều biện pháp so sánh, nhưng tôi chỉ lấy cái biện pháp có ý nghĩa nhất, đó là so sánh Teriflexin với cái việc mà sử dụng bơ cái bóng thực quản ấy, nó có hiệu quả hơn hay không. Thì tất nhiên là đây là các cái tiêu chí như là giảm cái tỷ lệ tái phát chảy máu trong 48 tiếng, trong 7 ngày và trong 30 ngày. Đương nhiên là cái việc sử dụng bóng này chỉ trong vòng 24 tiếng chứ không phải sử dụng đến 30 ngày cả. Thì hiệu quả nó kéo dài như thế nào thì chúng ta thấy là sau 30 ngày thì là rõ ràng nhất. Tất nhiên đây là một cái nghiên cứu áp dụng trên mặt kỹ thuật, đâm ra là số lượng bệnh nhân cũng không nhiều. Đấy là những cái mà chúng ta nhìn thấy. Vậy tổng chung lại thì hiện nay cho đến thời điểm hiện nay năm 2018 theo cái bài nghiên cứu đó, thì so Teriflexin với các cái thuốc khác thì những cái ưu và nhược điểm của nó đến đâu? Thì đối với cái giả dược thì rõ ràng nó giảm được cái việc chảy máu tái phát và giảm được tỷ lệ tử vong, cái điều là chắc chắn. Tác dụng phụ thì là gì? Nó vẫn nó gọi là tương đương. Đối với somatostatin thì là không có sự thay đổi, thậm chí là Teriflexin có vẻ như là tác dụng phụ nhiều hơn cả somatostatin. Cái thứ ba đối với opioid chẳng hạn thì có vẻ như là opioid thì cái hiệu quả hơn trong cái việc cầm máu tức thì. Chúng ta nhìn thấy là rõ ràng cái liều thuốc của opioid nó tăng rất là nhanh trong giai đoạn đầu, như vậy có thể là cái tác dụng trên hệ thống nó cũng có thể tương đương tốt hơn như thế. Đấy là do cái sự suy đoán của tôi thôi. Và Teriflexin là gì? So với Teriflexin cùng với thắt vòng cao su chẳng hạn thì rõ ràng là cái việc mà phối hợp thì có vẻ như là gì ạ? Tốt hơn. Bởi vì Teriflexin đơn độc không giải quyết được cái vấn đề mà tái phát chảy máu so với cái phối hợp với thắt vòng cao su. Và đối với cái việc so sánh với dùng cái bóng thực quản, bóng Blackmore ấy, thì rõ ràng là Teriflexin tốt hơn trong việc cải thiện được cái tỷ lệ tái phát chảy máu. Những các cái hướng dẫn quốc tế thì chúng ta tôi liệt kê đây có ba cái hướng dẫn cập nhật nhất năm 2016 và 2015 như tôi đã mô tả trên, thì họ đều khuyến khích là sử dụng cái thuốc co mạch tạ và sử dụng càng sớm bao nhiêu càng tốt, thậm chí gì khi chúng ta nghi ngờ là chúng ta có thể sử dụng ngay, và thời gian sử dụng từ 2 đến 3 ngày. Các cái đó là hướng dẫn của cái hội nghiên cứu bệnh gan của Hoa Kỳ. Các cái tuyên bố đồng thuận quốc tế của 2015 thì nó cũng cho là gì, chúng ta sử dụng các cái thuốc này trong vòng 5 ngày. Đối với hội tiêu hóa của Anh thì phải dùng sử dụng ngay tức thì khi mà chúng ta nghi ngờ đến cái việc mà chảy máu do vỡ cái giãn tĩnh mạch thực quản, và dùng 5 ngày và biến chữ cái cấp độ bằng chứng của nó là 1A, cấp độ bằng chứng là A. Để kết luận thì xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa là một biến chứng rất là thường gặp trong hồi sức cấp cứu. Chúng ta biết đây là cái thực sự là khó khăn trong điều trị, và đó là lý do tại sao tôi hiểu là các bạn có rất nhiều câu hỏi về cái chủ đề này. Và vấn đề là chúng ta điều trị giảm áp lực tĩnh mạch cửa bằng thuốc co mạch tạ đã được chứng minh là giảm được tỷ lệ vong 34%, giảm được cái áp lực tĩnh mạch cửa nhanh và duy trì, đó là Teriflexin, giảm được số lượng máu truyền và chế phẩm máu để truyền cho bệnh nhân, giảm được tỷ lệ tái phát chảy máu. Và các thuốc co mạch tạng cần được chỉ định sớm ngay khi nghi ngờ chảy máu do giãn tĩnh mạch thực quản kéo dài trong vòng 3 đến 5 ngày. Và xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả các bạn đồng nghiệp.